Về xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, khi nhắc đến chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa, nhiều người biết đến bởi vai trò là bí thư đoàn thanh niên, trưởng đài truyền thanh xã. Chị luôn gương mẫu, tận tình và xông xáo đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Sinh năm 1991, sau khi tốt nghiệp Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa được tuyển dụng về làm cán bộ văn phòng Đảng ủy xã Tân Tiến. Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, cuối năm 2020, chị được bầu làm bí thư đoàn kiêm trưởng đài truyền thanh xã. Với vai trò là thủ lĩnh của tuổi trẻ, chị đã dẫn dắt đoàn viên thanh niên trong xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh mọi phong trào ở địa phương. Đặc biệt, cho công tác phòng chống dịch COVID-19, chị cùng đoàn viên thanh niên trong xã thường xuyên chốt trực kiểm soát người ra vào xã và tích cực tuyên truyền để phòng chống dịch. Mới đây, chị đã đứng lên kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã ủng hộ trên 100 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Tiến, thôn Đa Ngưu có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, chị Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa khác, trong đó 9 lần tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, giúp đỡ đoàn viên thanh niên trong xã phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.